Trời ơi. Xíu. Trời, tưởng đâu muốn dễ nặng chứ. Lì à? Lì. Chạy móng vậy mà đưa vô đó là Hút chắc không đủ hút rồi. hút 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 Ở dưới hút cằm cái ấy, chốt. dưới cằm nó đỡ hơn, chắc đỡ hơn. Nặng dưới cằm, nặng cái, quay cái là mất cái móng. Không cần phải nhiều. Mụn bé làm nhiều nhưng mà đoạn dưới Giờ cái mấy cục to to quay thôi. Chị gửi xong nó lên chị lên lên đào rồi trời. Chị gửi xong nó lên đào thuốc giúp yên lên đó ha. Như tết rồi đó. Chị nó tết rồi đó. Em lên trai đi rồi xuống dưới sao coi nó mấy phút rồi nó máy. 3 phút rồi. Chị em chạy lên chạy xuống là vừa đó. Được khách vô nữa. Hai người đi. Đi ngày mai về, mai về đi ra hả? Sáng mai mới về đúng không? Tối là alo sáng à, lấy chị nhờ giờ cái mụn ấy đã nặng đâu có túi để chị có thức đi không hay là chị đây đó? Dạ chị bao cây thôi. Đã chị mụn quay đó hả? Dạ. Ừ. Dạ. Có bí rồi cho không lo? Dạ không chị bao vô mới làm. Dạ. À, bao nhiêu lần nữa đó hả? Dạ. À, có lại lo mà chị hỏi tiếp cái quạt mà em mua ở dưới đó, một cái mà dưới đó thì lại mua nó là ở đâu? Cái nó ông chồng em cũng mua em cũng không biết nữa. À, dạ. Chị thấy nó mát nhưng mà cũng đẹp. Dạ, nhưng mà nó hơi hơi mạnh đó chị. Kẻ mạnh mát mà. Dạ. Để đồ là sợ. Chị kia em có bật điều hòa. Bay đồ ấy, ví dụ như mình để để đồ chị mình như giấy gì vậy? Chẳng mà cô đi. Dạ. Má của thầy chồng hay coi làm cái. Dạ. 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 Có khen riêng á chị. Dạ. Chị dạ. Bà luôn 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 chứ. Đi mà luôn có khen riêng á. Ủa bà nói mà có khen riêng à? Dạ. Bà nói đâu phải? Đó chị mấy bữa mẹ màu cam câu màu xanh không phải cái nó là khác bạn đây là con gái con gọi là con gái alo chưa chắc là ví dụ như ấy là nó ông ngoại qua chở cà rốt về trước ông qua tay ở đó rồi tôi xí hầu tôi qua tôi chở về sau chứ chắc là 9-10 giờ tôi mới chở ăn rồi đặt mì ý mì đồ ăn rồi ăn hết rồi ăn được không để nó đi học vui mọi người.
ý là chắc là để coi không thì cỡ 10 giờ tôi mới chở khỏi tay á, do tôi đi ăn đi đồ với người nữa kìa. Không thì ví dụ như bà nói là không ngô ở bên chỗ Nguyễn Hoàng với ông Bích Thiên, ông ngoại biết không, ông ngoại biết không, bà không biết. Ý là bà nói là chở một đứa mà để để tôi gọi công tranh thì thôi để tôi chở về được, cứ tôi qua tôi chở về. Rồi ok ba khách nữa nha nhà. Hả? Ba khách nào đó chờ trời nhà quá. Thưa Mai thì bán là 4 năm. Trúng Hoàng Yên à? Trúng em một ngày ra Hoàng Yên à? Trúng một ngày. Bây giờ còn sao mới nghĩ được cô Tư? Dạ. Mai thì thấy thì nó có người. Dạ em thấy cũng lắm. Nó mới đứa nghĩ nhiều vô. Giận dư người chứ. Mà nghỉ có 3 ngày luôn à, về quê à. Dạ, về Nha Trang làm chủ. Về Nha Trang làm chủ, làm chủ có 1 ngày và là chơi. Kệ lâu lâu về nghỉ ngơi. Mà ta cũng nghĩ làm nghỉ thì đi chơi. Thấy ai đi chơi mà mình đang ngồi tất cả biết rồi. Bây giờ không cái nữa không? Dạ. Nó bầu hết mặt ngay, bầu ngày mụn bầu chứ không phải là có mụn với bầu. Ngô Yên đang còn ngồi móc cái mặt thằng ấy hả? Dạ dạ. Cái này lên mua gì tặng nó nghe, chứ phải chỗ nào bôi đeo cả mặt luôn đi. Cái này bôi sẵn rồi. Quẹ mà sao? Đây cái nó hai cá thôi chứ. Dạ. Sau cái trừ cái mặt á. Cái này xong, sau đi sẽ còn lắm. Cống quá. Nói bé ở không dùng đồ chắc không. Một mà cứng thì nói chắc không. Bé không dùng kem gì à? Dạ không chị. Bé đi lần đầu. Đi mấy lần rồi bé? Em cũng nhớ rồi. Mà đi nhiều lần lắm à? Dạ. Chuẩn bị chị nghe. Alo. Alo chị, mình đang lấy bụng vậy. Chờ nghỉ rồi em ơi. Dạ dạ. Ý là bình thường á là nhân viên sẽ làm, nhưng mà giờ trời tôi biết là trời khách đang còn và nó hết sức quá rồi, nó đang quéo. Sáng thì không đau mày. Hai chị bé đó màu đen với màu hồng. Cái em vẫn còn chưa làm xong à? Chưa chị. Đào chưa đẹp mà. Đào mai ta đạt luôn. Mai đầy đủ mà la chi. Rất nặng không em? Chị ơi, anh có rồi.
Ủa, cái gì 470 vậy? Chị Nga, đắp mặt nó vậy, đắp mặt nó vậy nha kìa. Sao? Đắp mặt ngồi kìa. Đắp mặt nào hơn nữa. Con phải lấy một cục nó đang về chơi. Cái gì? Bãi mông á. Nhớ là một cục lần á. Hôm qua ai vừa định mày muốn lấy